Hello các bạn, như trên màn hình các bạn nhìn thấy đó là thì quá khứ đơn. Đây cũng là một thì rất khó trong chương trình trung học nha các bạn, cũng như là trong kiến thức tiếng Anh. Thì mình mời các bạn cùng với mình ôn tập lại cái thì này nhé, mà cùng nghe cô giáo giảng bài. Không biết là hôm nay cô giáo nào sẽ giảng bài cho chúng ta đây. Xin chào các em. Hôm nay cô xin giới thiệu tới các em thì tiếp theo Cô của Kim Anh ở Đại động học từ Sư trong phạm tiếng Hà Anh, Nội nha đó là các thì quá khứ đơn giản, simple past tense. Chúng ta sẽ được học về cách dùng cũng như là cấu trúc của động từ trong thì quá khứ đơn của tiếng Anh. Trước hết, cô muốn các em quan sát một ví dụ trong một câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng. Đó là cô bé Hoàng Khăn Đỏ, Little Red Riding Hood. Chắc là chúng ta cũng đã được nghe mẹ hoặc là bà kể câu chuyện này, hoặc một số bạn có thể đã đọc câu chuyện này phiên bản tiếng Việt hoặc cũng có thể là tiếng Anh, đúng không ạ? Thì câu chuyện kể về một cô bé sống cùng với bà ngoại. Vậy nên là chúng ta có thể quan sát một cái ví dụ trong câu chuyện như sau. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Whenever she went out, the little girl wore a red riding cloak. So everyone in the village called her Little Red Riding Hood. Khi nhìn vào đoạn trích này thì các em có thể thấy là câu chuyện được kể với động từ được chia ở thì quá khứ đơn, đúng không ạ? Những động từ chia ở quá khứ đơn thì cô đã đánh dấu bằng màu đỏ. Chúng ta có các động từ như là was, lived, went, wore và called. Thì khi nhìn vào các động từ ở đây thì các em có thể thấy là các dạng động từ ở quá khứ đơn nó sẽ ở một cái hình thức hoàn toàn khác so với các thì như hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn, đúng không ạ? Vậy thì cách dùng cũng như là cách chia động từ ở quá khứ đơn như thế nào? Cô xin mời các em theo dõi cách sử dụng của thì quá khứ đơn. Past simple uses, cách sử dụng. Cách dùng thứ nhất đó là quá khứ đơn sẽ được dùng để diễn tả completed actions, tức là những hành động đã hoàn thành ở trong quá khứ. Cách dùng thứ hai, quá khứ đơn dùng để diễn tả những past habits, states, hobbies, repeated actions, tức là những thói quen, trạng thái, sở thích hoặc là những hành động đã từng xảy ra lặp đi lặp lại trong quá khứ. Cách dùng thứ ba của thì quá khứ đơn là dùng để diễn tả past general truths or facts, những sự thật cũng như những thực tế ở trong quá khứ. Và cách dùng thứ tư, quá khứ đơn dùng để diễn tả main events in a story, là những sự kiện chính trong một câu chuyện, trong một sự kiện trong quá khứ. Vậy thì cách dùng cụ thể và ví dụ với từng cách dùng như thế nào? Xin mời các em quan sát cái bảng tổng hợp sau đây. Cách dùng thứ nhất, như cô đã nói, là thì quá khứ đơn dùng để diễn tả các hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, không liên quan đến hiện tại. Describe completed actions. For example, ví dụ, he met her 2 days ago. Anh ta gặp cô ấy cách đây 2 ngày. Vậy thì hành động gặp gỡ giữa anh ta và cô ấy đã xảy ra cách đây 2 ngày trong quá khứ mà không liên quan đến hiện tại, và đấy là một hành động hoàn thành, đã xảy ra và hoàn thành trong quá khứ. Chúng ta dùng quá khứ đơn, đúng không ạ? Cách dùng thứ hai, talk about past states, habits, hobbies or repeated actions. Quá khứ đơn dùng để nói về những trạng thái, thói quen, sở thích hoặc là những hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Ví dụ, when I was small, I often played with dolls. Khi tôi còn nhỏ thì tôi thường chơi búp bê. Thì đấy là một thói quen hoặc là một sở thích, hoặc cũng có thể là một cái hoạt động mà mình làm đi làm lại trong quá khứ. Và hiện tại thì có thể là chúng ta đã lớn và không còn thực hiện cái hoạt động này nữa. Cách dùng thứ ba,
Express general truths, facts about the past. Diễn tả những cái sự thật hoặc là những điều thực tế, những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, in the past, people had sit-down meals with their family. Trong quá khứ thì mọi người thường có những cái bữa ăn tối tại bàn với gia đình của họ. Thì đây là một cái sự thật hiển nhiên đã xảy ra trong quá khứ, và hiện tại thì cái thực tế này nó không không thường xuyên, không phổ biến như quá khứ nữa. Vậy chúng ta cũng chia động từ had ở quá khứ đơn. Và cách dùng cuối cùng là quá khứ đơn dùng để diễn tả những cái sự kiện chính trong quá khứ. Ví dụ, Jack opened the door and came into the sitting room. Jack mở cửa và bước vào trong phòng khách. Thì ở đây là các hành động liên tiếp trong quá khứ và những sự kiện chính trong quá khứ. Thì chúng ta chia động từ open và come, quá khứ đơn là came. Hai động từ này đều chia quá khứ đơn, đúng không? Opened, came into the sitting room. Vậy thì cô vừa mới giải thích cho các em cách sử dụng cũng như là những cái ví dụ tương ứng với từng cách sử dụng của thì quá khứ đơn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần cấu trúc của thì quá khứ đơn, structure, và các dạng động từ được sử dụng cho thì quá khứ đơn. Thì như chúng ta đã biết thì trong tiếng Anh có chia làm nhiều dạng động từ, nhưng ở đây thì cô sẽ tập trung vào hai cái dạng động từ chính và rất là cơ bản. Đó là động từ to be và động từ thường, ordinary verbs. Các em có thể nhìn thấy một số động từ đã được chia ở quá khứ đơn ở trên màn hình bên tay phải, đúng không ạ? Chúng ta thấy có rất là nhiều động từ quen thuộc. Các em có nhìn thấy động từ to be được chia ở quá khứ đơn là động từ, những động từ nào, những dạng nào không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy động từ to be ở đây là có were và was, đúng không ạ? Và những động từ thường khác thì mình có thể nhìn thấy như là động từ drink chuyển sang quá khứ là drank, hay là động từ win chuyển sang quá khứ là won, động từ swim chuyển sang quá khứ là swam, vân vân. Thế thì trước hết trong bài hôm nay thì cô sẽ giới thiệu về cách chia động từ to be ở quá khứ đơn. Okay. Trước hết thì các em nhìn vào hai ví dụ dưới đây ạ. Ví dụ thứ nhất, chúng ta có thấy chủ ngữ là cái tên rất là quen thuộc không ạ? Ví dụ này là lấy ra từ một cái tác phẩm rất văn học rất nổi tiếng của Anh, được viết bởi tác giả J.K. Rowling. Ta có nhớ là tác phẩm gì không ạ? Đấy chính là chuyện Harry Potter. Cô sẽ đọc cái ví dụ trên màn hình này. Mr. and Mrs. Dursley of number 4, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal. Perfectly normal. Thế các em có nhận xét gì về chủ ngữ của câu này ạ? Chúng ta thấy là chủ ngữ của câu là một danh từ số nhiều, đúng không ạ? Gồm có hai đối tượng là Mr. and Mrs. Dursley. Vậy thì động từ to be khi chia ở quá khứ với chủ ngữ ở số nhiều thì sẽ được, to be sẽ có hình thức là sẽ có dạng là were, hoặc khi có đại từ ở số nhiều là they thì to be cũng sẽ chia là were. Ví dụ số 2, the party last night was so noisy. Khác với ví dụ thứ nhất, ở ví dụ thứ hai danh từ the party nó là danh từ số ít, đúng không ạ? Singular noun. Vậy nên động từ to be sẽ được chia với dạng khác, đó là was. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy hai cái ví dụ với hai cách chia động từ to be khác nhau ở quá khứ đơn. Vậy chúng ta rút ra cái công thức chia động từ to be ở quá khứ đơn, đó là gì ạ? Với các chủ ngữ là số ít như là I, he, she, it and singular nouns, danh từ số ít, thì động từ to be sẽ chia là was. Còn đối với chủ ngữ là các đại từ số nhiều như là we, you, they and plural nouns, danh từ số nhiều, thì to be sẽ chia là were. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cái ví dụ tiếp theo. Đó là I, he, she, it, singular nouns cộng với động từ to be ở số ít là was. Ví dụ, that boy was absent from the class yesterday.
Và một ví dụ nữa với chủ ngữ số nhiều we, do, they và plural nouns. Và động từ to be chia là were. Those boys were absent from the class yesterday. Ở ví dụ thứ nhất thì that boy số ít, động từ to be sẽ chia là was. Và ở ví dụ số 2, those boys ở số nhiều, danh từ ở số nhiều, động từ to be sẽ chia là were. Và bây giờ thì cô sẽ giới thiệu đến các em cách chia động từ to be ở các cấu trúc câu khác nhau trong tiếng Anh. Chúng ta có 3 loại câu là câu khẳng định, câu phủ định và câu hỏi. Ở câu khẳng định thì chúng ta có cấu trúc là câu khẳng định positive sentence, là cấu trúc là chủ ngữ cộng với was hoặc là were. Ví dụ, Daniel was at home yesterday. Ở dạng phủ định thì chúng ta sẽ thêm not và sau was hoặc là were. Và nếu như chúng ta không viết dạng đầy đủ thì chúng ta sẽ sử dụng dạng viết tắt, đó là wasn't và weren't. Chúng ta có ví dụ là Daniel wasn't at home yesterday. Và dạng câu hỏi thì các em chỉ cần đảo trợ động từ to be lên trước chủ ngữ was, were cộng với chủ ngữ subject. Ví dụ, was Daniel at home yesterday? Vậy thì chúng ta đã học về ba cấu trúc câu với động từ to be được chia vào hóa đơn là was và were. Chúng ta sẽ tiếp tục được học cách chia động từ thường ở thì quá khứ đơn, ordinary verbs. Trước hết các em có thể nhìn thấy một số ví dụ của động từ thường được chia ở quá khứ đơn với các dạng khác nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy một số ví dụ như động từ fly thì được chia ở quá khứ đơn là flew. Động từ send thì được chia ở quá khứ đơn là sent. Động từ sit được chia ở quá khứ đơn là sat, vân vân. Vậy thì ở thì quá khứ đơn, động từ thường trong tiếng Anh sẽ được chia như thế nào? Trước hết cô mời các em theo dõi một số ví dụ trên màn hình như sau. Ví dụ thứ nhất, they walked along the street and then turned left into the main square. Trong ví dụ này chúng ta thấy có hai động từ là walk và turn, và khi chuyển sang quá khứ đơn thì cả hai động từ này là động từ có quy tắc nên đều được thêm đuôi ed. Ở ví dụ số 2, Jeremy bought the Cadillac yesterday. Chúng ta thấy có động từ bought được chia ở thì quá khứ đơn. Các em có nhớ động từ bought thì dạng nguyên thể của nó là gì không ạ? Dạng nguyên thể của động từ bought đó chính là động từ buy. Và khi chuyển sang quá khứ đơn thì động từ buy không được thêm ed như là động từ walk, turn hay là các động từ có quy tắc khác, mà nó sẽ chuyển thành một dạng hoàn toàn khác so với dạng nguyên thể. By sẽ chuyển thành bought. Vậy chúng ta rút ra được quy tắc chia động từ thường ở quá khứ đơn bao gồm có hai dạng. Thứ nhất là đối với động từ thường regular verbs, các em chỉ cần thêm đuôi ed vào cuối động từ khi các em muốn chia động từ đấy ở thì quá khứ đơn. Còn đối với động từ bất quy tắc thì không có một cái nguyên tắc nào cả, mà các động từ này sẽ thay đổi hình thức change forms, rất là khác so với dạng nguyên thể của nó. Bây giờ cô sẽ xin chiếu một đoạn trích từ bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh irregular verb list. Thì chúng ta có thể thấy là mỗi một động từ bất quy tắc khi chuyển sang quá khứ đơn thì nó sẽ chuyển thành một dạng hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta có động từ arise thì khi chuyển sang quá khứ đơn là arose. Dạng quá khứ đơn của động từ bất quy tắc sẽ là ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc em ạ. Và nó được đánh dấu là past tense hoặc là v2 verb 2. Động từ bear chuyển sang quá khứ là bore, hay là động từ beat chuyển sang quá khứ vẫn giữ nguyên dạng của nó là beat. Và động từ become chuyển sang quá khứ là became. Vậy thì với động từ bất quy tắc khi chuyển sang quá khứ đơn thì chúng ta sẽ cần phải học thuộc và làm nhiều bài tập thực hành để ghi nhớ dạng quá khứ đơn của những động từ này. Trong các cấu trúc câu khẳng định, phủ định và câu hỏi, câu khẳng định
Cấu trúc sẽ là chủ ngữ cộng với verb, thêm đuôi ed hoặc là verb past, verb ở quá khứ đơn. Ví dụ, Jack stayed at home yesterday. Or her parents sold their villa last week. Ở dạng phủ định thì tất cả các ngôi hoặc tất cả các số của chủ ngữ, số ít hay số nhiều, thì chúng ta cùng dùng chung một sửa động từ, ra động sửa động từ did. Ở dạng phủ định thì chúng ta dùng sửa động từ did not hoặc viết tắt là didn't. Và lúc đấy thì động từ chính chúng ta sẽ để về dạng nguyên thể, verb infinitive. Ví dụ, Jack didn't stay at home yesterday. Khi đã có sự động từ ở dạng phủ định là didn't thì động từ stay phải để dạng nguyên thể, tức là chúng ta sẽ bỏ đuôi ed đi. Ví dụ tiếp theo là her parents didn't sell their villa last week. Thì dạng nguyên thể của động từ sold là sell. Đối với câu hỏi thì các em sẽ đảo sự động từ did lên trước chủ ngữ và động từ chính thì vẫn giữ nguyên dạng nguyên thể. Ví dụ, did Jack stay at home yesterday? Did their parents sell their villa last week? Okay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học cách thành lập dạng quá khứ đơn của động từ có quy tắc. Khi chúng ta thêm đuôi ed ở sau mỗi động từ thì sẽ có một số cái nguyên tắc như sau ạ. Regular verbs ed ending spelling. Nguyên tắc thứ nhất, thông thường chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed vào sau động từ và không cần phải thay đổi gì về chính tả của động từ đó. Ví dụ động từ stay thêm đuôi ed chúng ta có stayed. Động từ dance thêm đuôi ed chúng ta có danced. Nguyên tắc thứ hai, nếu một động từ kết thúc bằng một nguyên âm one vowel và một phụ âm one consonant thì khi chuyển sang quá khứ đơn chúng ta cần phải gấp đôi phụ âm, double the consonant, và sau đó thì các em mới thêm đuôi ed. Ví dụ chúng ta có động từ stop kết thúc bằng nguyên âm o và phụ âm p, thì khi thêm đuôi ed các em sẽ phải gấp đôi phụ âm p rồi sau đó mới cộng thêm ed stopped. Hoặc động từ admitted thì kết thúc bằng, động từ này cũng kết thúc bằng một nguyên âm là âm i và phụ âm t, thì chúng ta sẽ phải gấp đôi phụ âm t và thêm đôi ed. Chúng ta có dạng quá khứ đơn của động từ này là admitted. Nguyên tắc thứ ba là nếu động từ đã có kết thúc bằng chữ e thì chúng ta chỉ cần thêm đuôi d. Ví dụ động từ light hoặc động từ sighted. Nguyên tắc thứ tư là nếu động từ kết thúc bằng một phụ âm one consonant và sau phụ âm đấy là y dài, chúng ta sẽ đổi y dài thành y ngắn, sau đó mới thêm ed ạ. Change y into i and then add ed. Ví dụ chúng ta có động từ fly kết thúc bằng phụ âm l và y dài, y thì chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn mới thêm ed. Flight hoặc tương tự deny chúng ta chuyển thành denied. Tiếp theo chúng ta sẽ học về các dấu hiệu chỉ thời gian trong quá khứ đơn, time markers. Trong quá khứ đơn thì chúng ta lưu ý một số dấu hiệu phổ biến như sau. Trước hết là chúng ta có yesterday, ngày hôm qua. Yesterday có thể đứng một mình hoặc có thể đi kèm với một số từ chỉ các buổi trong ngày như là morning, afternoon, evening. Yesterday morning, yesterday afternoon or yesterday evening. Tiếp theo chúng ta có thể dùng last cộng danh từ chỉ thời gian. Ví dụ last Monday, thứ hai tuần trước, or last week, tuần trước. Dấu hiệu tiếp theo chúng ta có thể dùng liên từ when hoặc là as có nghĩa là khi mà, và phía sau when và as chúng ta sẽ dùng một mệnh đề quá khứ đơn để chỉ thời gian trong quá khứ. Ví dụ when I was 2 years old, khi tôi 2 tuổi. Dấu hiệu thời gian tiếp theo của quá khứ đơn đó là chúng ta sẽ dùng một từ chỉ số lượng, a quantifier, cộng danh từ thời gian cộng với ago thì có nghĩa là cách thời điểm hiện tại bao nhiêu lâu. Ví dụ 10 minutes ago, cách đây 10 phút, hay 3 years ago, cách đây 3 năm. Thì chúng ta có thể sử dụng các giới từ chỉ thời gian và cộng với danh từ chỉ thời gian ở quá khứ. Ví dụ như các giới từ in, on, at hoặc là một số các giới từ khác như là from, to, vân vân. Ví dụ in July 2020, vào tháng 7 năm 2020.